Đây có thể là đội biến đến từ Levi. Elio đang muốn bóc càng nhiều phép bổ trợ đến từ sập càng tốt, và anh ta bóc được mỗi cái hồi mẫu mà thôi. Nhưng hiện tại Elio cũng đang trong tư thế khá là nguy hiểm. Sogen đang bật tất cả cho cơ thể lên, ta bắt được tầm người của Elio. Levi ở phía bên trái đang sẵn sàng một thủ đoạn tấn công. Elio đã phải nằm xuống Isaac, đang là người mục tiêu tiếp theo được chọn. Levi cấp độ 2, tóc biến Sogen còn, tóc biến Levin suy tư cấp vẫn còn. Nhưng Sogen lên cấp độ 2, nó khiến cho Levi bị giảm thiểu đi nguồn sức mạnh của mình. Sập vẫn đang liên tục di chuyển, đã bật quy và Sogen bắn liên tục, khiến cho Levi có thể nằm xuống, và Levi sẽ phải nằm xuống. Sogen 2-0. Và 2-0 dành cho Viking Sport. Rõ ràng cái nhược điểm của Senna ở thời điểm đầu bán đấu chưa có hồn khiến cho tình huống mà Oni đến từ Gaming Sport là hoàn toàn sai lầm ở pha thi đấu vừa rồi. Một pha gỡ được không đây? Fairplay muốn lên được cấp độ 5, attack cần thêm một con lính nữa. Đây là muốn tiếp cận tóc biến Kia trên sẵn, tóc biến lên hấp thụ được hai thành viên, xin kích trúng được hai thành viên. Play sắp sửa sẽ phải nằm. Kia mất máu nhiều quá, Play vẫn còn đang thở được, anh ta phải nằm xuống. Kia attack không trồi xuống đất để hồi phục được. KT đang di chuyển tới, ta tóc biến phía bên kia tường, ta muốn tấn công người Levi tấm thảm được đặt ra, Levi không thể nào xuống nữa được và ta bị dính tất cả. Kia ta cũng nằm theo. KT có được bàn gục thiết tê cho bản thân mình, 4-1 cho Viking. Con rồng đang được khởi động đến từ Viking, đây là dòng gió mà thôi, nhưng nó cũng sẽ giúp cho tốc độ di chuyển của Talia, của Lee Sin để tác động lên các khu vực khác bản đồ được thúc đẩy một cách cực kỳ mạnh mẽ. Và với việc của một con Lee Sin mà farm cháy máy như thế này thì e rằng sẽ rất khó dành cho người chơi đứng phía Gunsport lắm. Tại vì Lee Sin cấp độ 6, Lee Sin đảm bảo vì nhiều sát thương, nó sẽ giúp cho bất cứ một cánh nào cần đánh nhau thì chắc chắn sát thương họ không hề yếu. Bằng đội hình của Gunsport ở thời điểm này bây giờ được không? Muốn băng trụ đường trên với sự có mặt bởi Ibo, có thể họ sẽ làm được trong tiếng này. Fireplay sẽ bị hất tung lên, Emo bắt đầu găm những khẩu thuốc súng của mình vào người của Fireplay, và Fireplay sẽ phải nằm ở thời mạng hạ gục dành cho Emo ở trong tình huống này. Rất tuyệt vời, một pha chia mạng rất tốt. Sogen mất tóc biến, Elio bắt đầu đá lửa vào người Sogen. Sogen đang liên tục bị tấn công, Sogen đang bật tất cả những có thể dành cho cái chắc tứ đó, con cá đó quá kinh khủng. Mạng chấm dứt cho Elio. Rất tuyệt vời, khi ở cánh trên bên phía Viking có được những con solo không thì ở cánh dưới Elio cũng đã solo cứu thành công được xạ thủ, và đó lại còn là mạng shut down nữa. Nó sẽ khiến cho cái bài tham khen này trở nên trâu hơn, và nó sẽ khiến cho cái khả năng lăng cầu tuyết của Sogen bị hạn chế một chút xíu. Còn Kia Nha và Fireblade vẫn đang liên tục cạm nhau, lần này có cả Easy Love nữa. Và Toriel đang đây, đang sóng âm. Tóc biến suốt về rất hay, bật lên chiều cuối W giữ chân lại, ngay lập tức bạn cùng chờ Toriel. Cực kỳ tuyệt vời, 5-3 chờ Viking Sport. Một pha dướn lên hơi cao bởi Easy Love và pha thi đấu, và Toriel đã chờ sẵn ở trong tiếng vừa rồi. Sứ giả được tấn công bởi Toriel, Sop là người có mặt đây và kiểm soát tầm nhìn tốt hơn một chút xíu so với cả bên phía bên kia. Và Rek'Sai trong tay kia, anh ta muốn đè lén tiếp chứ không muốn can thiệp vào sứ giả này. Điều này đồng nghĩa việc là Viking Sport họ đã có được là gần như là chọn bộ mục tiêu lớn, ngoại trừ duy nhất một con sâu vào tay của Gaming Sport mà thôi. Bùng và phi thạch được bật ra, Sop tóc biến quăng sợi dây ra, Kia vẫn đang kẹt lại đây, bắn tỉa cực kỳ đẹp Sogen và chiêu cuối hỗ trợ Senna nữa. Nhưng Kia mất quá nhiều máu và Toriel cũng đã có mặt, KT có được mà hạ gục. Sát thương sốc rất tốt đến từ bên phía Viking, và một tình huống chúng ta phải dành lời khen cho Sogen với tình huống bắn đại băng tiễn từ khung đường giữa lên đường trên. Và Gaming Sport đang bị áp lực, một pha dịch chuyển từ đằng sau, một pha bọc khẩu từ đằng sau, liệu Sogen có nằm xuống hay không đây? Sogen còn tốc hành, Sogen còn tốc biến nhưng bị giam cầm lại bởi rất nhiều kỹ năng và W được trúng trước đó. Kia ra tốc biến nhưng chưa hất tung Sogen lên được quá nhiều công cụ hỗ trợ, và ngay lập tức Kia bị kẹt lại, bắn liên tục đến Sogen, chiêu cuối được bật lên, liệu là nằm xuống nào, phải nằm xuống 270 đồng đã có. Và Fireplay đang bơi, anh ta đã giẫm người Levi cho nên bị dính quá nhiều kỹ năng đến từ Easy Love, anh ta đã bị dính hit bắn cuối cùng Demo và ta đã phải nằm rồi. Mỗi bên đang trao đổi chỉ mạng gục và quá cầu hết, con rồng thuộc về ai đây? Bên phía Viking đang đóng người ngay khu vực hang rồng, họ sẽ muốn có nó. Đúng là như vậy, họ sẽ kiểm soát tầm nhìn tốt hơn so với đối phương, đó là Gaming Sport. Do đó thì Viking Sport họ sẽ chủ động trong việc tấn công rồng này, và Gam quyết định họ là bỏ một tình huống cố gắng tấn công vào người của xạ thủ Viking Sport. Nhưng Sogen tấp đại bóng tế một góc rất đẹp đã bị tiêu tung ra, một tấn công Elio, nhưng Elio đã lùi về được với một pha ngậm nuốt và một người đồng đội, đó là Easy Love. Và tạm thời sau pha thi đấu này thì bên phía Viking Sport họ đã có được con rồng. Họ khiến cho Rek'Sai của Kia bị giảm đi cái tầm ảnh hưởng ở trong ván thi đấu này. Kia đang muốn bọc, Sogen vẫn có thể thoát đi được. Sogen bắt đầu đánh quá chắc cú, mặc dù bị W rất là nhưng không phải vấn đề. Đã bắt tiện ra trúng, và Fireplay đang di chuyển tới với con cá sấu đã có thần. Và Elio đang bị kẹt lại, bắn liên tục được Sogen qua để chấn rất hay, bị hất vào bên trong tấm thảm và ta đã phải nằm. Sogen đã phải nằm, xin lỗi bạn, là Sogen đã có được một màn hỗ trợ rất tốt. Và Sop đang liên tục có những pha di chuyển để chưởng, khiến cho bên phía Gasport phải lùi lại. Vẫn đang một cái thế quá tốt, và quan trọng hơn hết, Sogen chưa nằm xuống. Và hơn nữa thì Viking Sport họ có một cái điểm mạnh trong ván thi đấu này, họ kiểm soát mục tiêu và kiểm soát cái bản đồ này cực kỳ chặt chẽ. Thực sự là cái tầm nhìn của Gam ở trong ván thi đấu này là vô cùng hạn chế. Chúng ta thấy một điểm là Viking Sport họ luôn là người chủ động hơn. Và đây rồi, Fireplay đang bị bắt lại hay chăng đây? Emo đang di chuyển, nó có thể bắn. Fireplay đi qua đi lại, trên người anh ta có một thuốc súng của Emo. Emo đang bắn, bấu được rất nhiều mẫu. Phía bên trái, Easy Love đang lựa góc, Kia đang nhảy vào để muốn nhắm người Sogen. Sogen đang sẵn sàng bắn, tay hit lên vào khu vực hang Baron và tay giữ chân lại. Anh ta vẫn đang quán hit lên nhưng quá lâu và tay phải nằm. Easy Love phía bên trái đánh vào KT, KT bị dính xuyên tập kích và Fireplay bật chi cứu mà lên. Anh ta đang muốn chuyển địa chỉ, anh ta không đánh vào người bên kia mà đánh vào Emo và tay thành công câu chuyện đó. Levi bị chửi liên tục đến sau. Kia bị kẹt lại, bị dính sóng âm. Tom Rio sẵn sàng cú bay vào đá nhưng khoảng cách quá xa, anh ta hậu thể để có thể sóng âm trúng và bay vào đá thêm một lần nữa. Kia
đã bị kẹt. Easy Love đánh nhầm lại Katie. Katie phi thạch không trúng. Easy Love sắp sửa phải nằm, chiêu cuối được bật lên và Elio đang làm tất cả mọi thứ để có thể hỗ trợ trong đội của mình. Anh ta nuốt được khá thành công. Easy Love đang cần phải lùi ra với lượng chấp ảo vô cùng nhiều được tạo đến từ Elio và ngay lập tức Viking Sport họ hài lòng với Baron. Gasport họ hài lòng với pha giao tranh mới chắc họ đã bốc được Sogan. Còn Levi đánh đã phải lên rất nhiều món trang bị theo thiên hướng hỗ trợ đồng đội, rồi là Elio cũng không có quá nhiều những món đồ thực sự mạnh mẽ nữa, nhưng họ vẫn muốn tấn công thì phải. Họ đang cố gắng với, họ đang muốn bắt Katie, họ đang muốn lấy được toàn bộ gì mà Katie có. Sọp tóc biến được hỗ trợ thêm tốc độ chỉ cho Katie. Katie đang cố gắng phi thạch nhưng bị kẹt lại quá lâu. Imo đã giảm nhẹ tên lửa 300 đồng trong tay của Imo. Toprio sống mà với người Levi. Con rồng sắp sửa xuất hiện và play hình như đang được có. Ui, Levi vẫn muốn đánh. Anh ta câu được cái nổ lông cước đến từ Toprio. Và Keja đang muốn lấy cái thế thượng phong cái khu vực hang động này. Trong khi đó thì khu vực trụ thứ hai, khu vực đường trên đang được nhắm đến từ người chơi đường trên phía của Viking Sport. Và Gam đang muốn ngăn cản cái mạch rồng, muốn ngăn cản linh hồn rồng nước. Bây giờ chắc là chỉ có mỗi Tomrio là người đặt hy vọng. Nếu như Tomrio mà cướp được con rồng này thì chân mệnh thiên tử của Viking Sport trong phải đấu một là quá cao. Tóc biến lên rất gay, hất tung rất gay, lực cút kinh hoàng quá kinh và khiến cho Sogan đã phải nằm xuống. Tomrio đang bị kẹt lại, ta hộ thể với người Fireplay. Fireplay bật chiêu cuối bị chính đại bác đẩy lùi. Phía bên này Tomrio bị kẹt lại bởi 4-5 thành viên và ta cũng đã phải nằm. Tuyệt vời đến từ giao tranh của Gam Sport. Một tình huống mà bên phía của bên phía của Gam Sport họ bắt lẻ thành công Katie. Nhưng mà Viking Sport họ mất người nhưng họ vẫn muốn đánh ở pha thi đấu vừa rồi. Thực ra họ có quá nhiều lựa chọn trong điều đó. Cái trụ đường giữa đã còn rất thấp máu. Nhưng quyết định của Viking Sport đó là họ muốn giao tranh con rồng này và không có tầm nhìn của Tam Ken trong tay của Elio. Keja bị dính sóng âm. Toprio đang tiếp tục tiếp cận, người ta đang liên tục dùng cú đá về người của Keja. Sóng âm trúng thêm lần nữa bay về, lướt lên suốt về và Keja bị kẹt lại. Sợi dây của sọc vẫn còn đang có ở đó. Tấm thảm quăng địa chấn hất được Elio về. Đại băng tiền đã trúng người Elio. Fireplay đang bật chiêu cuối lên, nhưng bị quá nhiều sát thương vào người và ta bị đứng không chéo quá lâu và ta cũng sẽ phải nằm cố gắng bơi, nhưng bơi được bao lâu nữa, không bao lâu nữa. Quăng địa chấn đã trúng, tấm thảm đang được đặt ra và Keja mất quá nhiều máu, sát thương thời gian đang rất nhiều. Elio sử dụng chiêu cuối và Islam đã bị dính những cú bị tập rất đau đớn. Gamesport tiếp tục đang phải bỏ chạy, nhưng liệu được hay không đây? Keja lại muốn làm chuyện đó. Keja đang muốn cái kịch bản nó được lặp lại, bò pha dịch chuyển từ tuyến ở dưới. Quăng địa chấn đã trúng, tấm thảm được đặt ra. Keja đang di chuyển tới, dù ngoài thì vật Elio không trúng và ngay lập tức anh ta đang phải ôm hận với lượng sát thương lên. Mila vào đúng là 4 thành viên và chiêu cuối được bật lên. Sập đang phải di chuyển, sập đã phải nằm xuống. Tomio đang phải lùi chậm chạp. Lượng Mila hơi sai lầm và Katie đang gây sát thương, chiêu cuối được bật tới Keja. Ta bị sút về cái trụ và cũng sẽ phải nằm theo trang này. Sống mầm đã trúng bay vào đá. Tomio bị outplay nhưng Keja sẽ phải ôm hận với những gì mình đã làm. Double kill cho Tomio, một cú nhảy quá là tai hại của Imo. Phía bên này Fireplay đang bao tiền đa trúng lao vào tấn công rất lập tức và Fireplay đang muốn tìm kiếm Islam Elio mà không có chiêu cuối. Quăng địa chấn sẽ chờ đợi sẵn thời kim mặt đất. Outplay rất hay và Elio bị dính quăng địa chấn, tâm thầm được đào trước đó. Elio đã bị kẹt lại. Fireplay đang ôm quá nhiều sát thương trụ, phi tập vẫn đang buông ra. Elio đang cố gắng bật cái da dày của mình lên. Easy Love đã có được mạng gục, anh ta đã phải nằm và Easy Love bây giờ cũng đã có được mạng gục, nhưng Elio anh ta đang phải lui về với lượng sát thương kinh khủng của Tora đến từ các thành viên của Viking Sport. Họ sẽ lui về với khu vực hàng đầu. Phi thạch đang được bật liên tục, những cú phi thạch rất chất lượng từ Katie. Cú chưởng khá đẹp đến sập. Sogan đang muốn bắn, anh ta đang bắt đầu bắn người Elio. Elio bị kẹt lại, dù ngoài thì vật không được và bị dính quăng địa chấn. Sóng âm chúng sử dụng cú sút, Elio đã phải nằm. Levi thì lên được chọn, anh ta đã nằm trước những họng súng của Sogan. Sogan chuyển sang địa chỉ Kia, Kia bắn liên tục và ta cũng sẽ phải nằm theo Imo đâu anh. Không biến chữ nữa sập. Đại bằng tên của Imo đã là Wada Kill, sai tình của Beta Kill. Ít nhất bị kẹt lại và Sogan đã di chuyển tới sẵn sàng cho cú Beta Kill đầu tiên của Playoff VCS 2024 mùa xuân ngày trang này. Sogan đang di chuyển tới, cơ hội quá gần. W của Sogan, W của Sogan, Beta Kill họ đang muốn làm thế với những sự hỗ trợ của những con lính và cả sâu không nữa. Và đây là Beta Kill thứ hai của VCS mùa giải năm nay và cả hai đều đến từ Sogan luôn. Với hai chiếc tướng xạ của Hyper Carry, một ván thì là Smolder và bây giờ thì là Ash. Một ngày thi đấu đang thực sự là thăng hoa với Sogan khi anh ta có được một người chơi hỗ trợ có thể nói là cực kỳ dày dặn kinh nghiệm, không phải là ở đường dưới mà là dày dặn kinh nghiệm nói chung. Và chiến thắng sẽ có dành cho các thành viên Viking Sport ở ván thi đấu đầu tiên này, và chỉ cần một ván nữa thôi họ sẽ bước tới vòng tiếp theo. Khi mà Sọp xuất hiện, Sogan đã tự tin như thế nào trong những trận đấu ở đường dưới này. Anh ta chơi một cách cực kỳ thoải mái để thể xả sát thương và áp luôn một pha pentakill. Cái quan trọng đó là cái phong thái mà anh ta thi đấu. Cái phong thái anh ta thi đấu trong khoảng thời gian rồi, cái pha mà anh ta có được một kill rất là kinh. Tại vì anh ta trên thì sao, đường giữa cũng có tấn công. Pha găng đầu tiên tóc biến lên đen đeo bóng lại giảm nhẹ tên lửa đã được hồi lại và Katie sẽ phải nằm mà thôi mà cũng chật chờ Imo. Tôi nghĩ anh ta cũng chỉ muốn ăn được một con mà thôi, bởi vì nếu ăn được ba con thì cũng rất khó và thậm chí Fireblade còn
tốc hành luôn. Fairplay tự nhiên tốc hành lên làm gì vậy? Và Fairplay nằm xuống. Tomrio không kịp có được một bất cứ con sao nào trước khi mà Fairplay ngã mũ cả. Điều này đồng nghĩa việc là Gasport đang đứng trước cơ hội có được toàn bộ bao con sao không đầu tiên. Nhưng không đủ năng lượng để sẽ chơi cuối. Easy Love phía bên này đã bị bắn rất là đau và anh ta đã phải nằm trước cái khả năng chưởng của Sop. Nhưng bây giờ thì lính thua thiệt rất khó. Tiếp cận KT, KT lệnh xong âm giữ chân Emo lại một lần nữa bắt bài được thành công. Hay. KT liệu có nằm xuống hay không đây? Một phút súng đã nổ và khả năng kết thúc của Gasport đã có. Quan trọng là Tomrio hiện tại đang thua một cấp cho nên khả năng đeo bám của ta cũng đang tương đối hạn chế. Easy Love bên trái anh ta là cái 7, bên phải anh ta là cái lưới 90. Cho nên là Easy Love không có cách nào có thể thoát khỏi cái khả năng vòng vây yêu thương đến từ Shogun và Sop cả. Tôi nghĩ rằng là anh ta nên lướt về và chịu một chút sát thương nữa của nội hỏa thì hơn. Rồi. Nhưng nói là không cho về. Elio đang đứng che và hãy nhìn Sop tự tay ăn mạng luôn. Phải nói là quá nhàn hạ. Đây rồi, đã có được nguồn kinh tế về Elio, có thể là một tiêu thế theo ra được Sop chọn Sop đôi thêm cái nữa. Đúng là chủ tịch có khác với cách kiếm tiền thật sự. Đường dưới thì vẫn đang là điểm sáng dành cho Viking Esports mà thôi. Nhưng họ nên nhớ rằng một con Caitlyn sát lực sẽ có những cái hạn sử dụng nhất định mà thôi. Bắn rất tốt được EasyLove. EasyLove liệu là thành công hay không đây? Đã có thiếu đốt một vài người và Soka đang làm tất cả mọi thứ. Elio đã phải bẫy EasyLove để bắn liên tục. Sop chữ một cái nhưng không lấy được mạng của EasyLove và EasyLove có thể lùi về được. Nhưng Tomrio đang di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh được búp tới Sop. W của Tomrio đang chờ đợi sẵn. Anh ta đã thấy được Elio cắm con mắt vào sử dụng kia nghe trước rồi bắt đầu liên tục sử dụng liên hoàn tập kích. W làm chậm gõ phát cuối cùng. Tomrio có được bạn cùng. Tuyệt vời. Người khởi đầu giao tranh là bên phía của Gam. Bây giờ Levi muốn gỡ gạc ở được giữa. Không có lính băng trụ được không? Levi vẫn đang muốn băng trụ. Sát thương bồi hiện tại hình như đang không nhiều lắm. Emo đang ôm sát thương đã sử dụng đại bác đẩy lùi và ta thành công với lượng sát thương vừa đủ của bản thân mình. Không có bất cứ một hy vọng nào cả cho nên đang tạm thời là bỏ. KT cũng đang di chuyển ra. Nhưng đây là một Orianna không có cái lệnh sóng âm thì nó cũng vô vị. Gam đã thành công ở trong công cuộc là ngăn cản Shogun có được 6 con sơ không. Và họ trực tiếp giúp cho Emo sắp sửa trở thành cái cỗ máy phá công trình. Chính xác. Ở trong vài đấu trước đó thì Tristana cũng ở đường giữa nhưng không có sự hỗ trợ những con sâu không, chứ tốc độ không phải quá nhiều. EW liên hoàn tâm kích Easy Love đi bụi rồi. Ui, phát bắn xuyên táo. Từ kia ra. Anh ta còn thiêu đốt khô máu. Anh ta kêu không cần vòng sát cổ tử, anh ta đang có cái thương đến từ Tomrio và đang tiếp cận tốc biến dí theo Kiyak có bài gục nhưng phía bên này Tomrio cũng kịp trả thù theo. Nhưng chắc chắn Kiyak có một pha 1 vs 2 rất tốt. Xung quanh có tốc biến nha. Tốc biến kịp không? Tốc biến tiếp cận Easy Love, tốc biến giữ chân lại đánh dăng về rất hay nhưng Shogun vẫn có thể thoát đi được. Thúy bên này quá tuyệt vời, tới được Shogun cái lưới 90 mang lại nhanh quá lớn và kỹ năng e sập đang trưởng làm chậm được Levi bằng kỹ năng Q và Shogun sẽ phải nằm cái sóng tầng để được bật lên và Elio cố mày hả cùng. Kia đang sắp sửa bị bắt lẻ một cú dịch chuyển tuyến đằng sau khô máu đến từ pha play sẵn sàng rồi, anh ta sẽ có được một cú inset mà thôi rất đơn giản. W đang được bừa lên có thêm cả quả cầu để có thể hỗ trợ. Kia anh ta đã phải nằm xuống, anh ta kịp sử dụng cái mưa tên lửa để lấy con xe. Levi anh ta còn canh cái việc của đối phương mở đường là cái thứ nhất, cái thứ hai đó là anh ta thấp máu anh ta sẽ đu ngửa đối phương, đó là cách mà Levi đã băng trụ. Thì những tình huống mà băng trụ thành công của Gamesport nó đến từ những tình huống cộng hưởng từ trước đó rồi. Và thậm chí là bây giờ Fireblade anh ta nằm xuống tới tận 3 mạng. Rất may anh ta không ăn mạng mà để cho mạng cho KT. Chứ nếu mà anh ta reset tiền có thể sẽ bị báo tiền tiếp. Đứng dưới bây giờ thế 6 sâu tạo ra Emo bị tấn công. Emo nên suy nghĩ kỹ. Thôi rồi Emo. Emo bị tấn lại nhường được mạng hay thế nhờ. Cái anh chàng Fireblade này một tiền vệ kiến tạo mới à. Đường dưới thì sao? Fireblade vẫn đang đẩy. Anh ta bị ghé thăm bởi Levi và Emo. Và đây, chiêu cuối của Fireplay ở trong khoảng thời gian này vẫn có thể sử dụng. Anh ta đang muốn tiếp cận một người Emo đã đẩy được Emo qua tường. Fireplay bật những gì có thể lên, anh ta đập phải cái chồi non và ta đang bị làm chậm, bị dính cả sóng thần, bị tấn công. Emo được một mạng hạ gục nữa, 4 mạng cho Emo rồi. Và cái chồi non rất khó chịu từ Levi thả ra để anh ta đón đầu đối phương nếu như đối phương muốn lùi về. Đúng là quân tử trả thù. Ôi, lại một lần nữa Emo lại bị Fireplay. Và Fireplay sẽ là người được mời hạ gục mà thôi. Nhưng quan trọng hết là tăng được mạng không nó mới quan trọng. Hay để chủ tịch ăn cái đây cho KT đây đi rồi. Thất tung được rồi. Nhưng mạng cho đây KT. KT hưởng được 300 đồng rơi vào tay KT. Còn ngược lại thì sao? Nami. Ui số gần. Đây. Ui xin lắp đi xem. Một pha bắn cuối cùng của nội tại đã khiến cho số gần đổi mạng với đối phương trong một tình huống mà đối phương bắt lẻ. Và bây giờ thì Gam họ đã mất đi hai người chơi xạ thủ của mình rồi. Và để xem Torio đã muốn tận dụng thời điểm hiện tại như thế nào đây. Sop đang di chuyển và anh ta đang côn rằng Levi đang đứng ở phía bên trái và tình bị cô lập ra. Fireplay đang đứng che. Easy Love sẵn sàng cho đụng tấn công tiếp theo. Levi đang di chuyển cắm hai con mắt tới hai con mắt kiểm soát bên trong khu vực bụi cỏ.
Kia bị chính một cú phát bắn xuyên táo. Rồng đang được ăn và Kia bị bốc khá nhiều máu. Quyền lực nó đang giữ chân Fireplay lại, nhưng Fireplay đã thoát khỏi được cú thủy ngục nữa. Đây rồi, chiêu cuối được bật không trúng đến từ KT. KT cần phải lùi ra. Imo đang nhảy lên. Imo đã bị dính khô máu. Bên này Tomio đang tiếp tục tiếp cận. Fireplay đang cố gắng lùi về được, không có một thuật số kích hoạt, cho nên hiện tại Imo đang không khả năng nhảy. Và Levi đã bị đeo bám lại, bắt phải trúng. Ai đỡ JC Lớp? Không một ai đỡ, và anh ta sắp sửa bị chưởng. Sập đã phải sử dụng tốc biến của mình, nhưng anh ta vẫn thành công. Anh ta chưởng ngục, nhưng thì đốt của anh ta thì trúng. Và bí bên này Kia bị kẹt lại bởi KT và double kill đã có. Tario tiếp tục hất tung bằng cái tâm bộ kiếm của mình. Và Elio đang là người bị giữ chân lại, đang bị lầm trong cú chữ. 600 đồng đã có cho Easy Love, nhưng liệu bên này Elio liệu có thể thoát? Elio vẫn thoát được. Và Imo đang hỗ trợ Yellow, nhưng Imo nhảy lên. Elio không kịp làm gì cả. Imo đã nhảy lên một cách không thể tin được. Kỳ này không có tấm thảm, nhưng có cỏ và anh ta vóc khá nặng. Hai lần anh ta nhảy đều khiến cho Gam Esports họ bất lợi trong những tình huống giao tranh. Giao tranh xoay chiều liên tục ở những cái nhịp mà các thành viên của mỗi bên mắc sai lầm. Và cuối cùng thì Viking lại là đội có lợi thế hơn, khi họ lấy được trụ một đường giữa, lấy được những mạ gục, và bây giờ lấy được cả con rồng bản lề nữa. Nó sẽ khiến cho cái thế trận ở qua 3 lần tiếp theo trở nên rất khó xử dành cho bên phía của Gam. Đây rồi, Islam có thể bị đẩy về. Sóng thần đang được bật, Levi đang bị dính chuyên tâm và ta phải giữ chân lại. Tích điều đã trúng từ Tom Rio và quyền lực thì giờ được bật lên. Đây là lệnh sóng âm, Levi đã bị kẹt lại. Levi đang quán đều bám, nhưng Tom Rio quá khỏe và ta đã giúp cho Sop có được bạn cùng. Elio đang cố gắng bỏ chạy. Elio đây là một tiếp theo được chọn đến Viking Sport, và Elio đang bị nằm chậm bởi W. Ta đánh được vài thông độ và ta lùi về được. Fireblade và Tonro sẽ đảm nhiệm vai trò tuyến đầu, trong khi đó Gam cần phải có được tầm nhìn nơi hai cánh thì mới có được phát huy tác dụng tối đa. Elio nhảy vào tiếp cận, anh ta sử dụng tất cả những có thể để khiến cho Elio bị hất tung lên. Inzap phía bên này sử dụng chiêu cuối của mình, thêm cả là mưa tên lửa, nó rất nhiều những công cụ, nhưng đổi lại được gì? Kia đang bị tấn công, đang bị dính W, đang bị dính cả trừng phạt. Chiêu cuối KT lấy được đồng hồ Kia và lấy được một khoảng thời gian của Levi tiếp cận mọi người. Fireplay vẫn có thể bỏ chạy cú chưởng rất hay, phát bắn xuyên táo không trúng. Islap đang cần phải lùi, Fireplay đánh được vào cái hạt hồi phục và anh ta đang cố gắng hồi phục lại. Levi dính quy đúp KT mất rất nhiều máu, phát bắn xuyên táo không trúng. Sogan đang liên tục có những tình huống di chuyển để áp lực vào Easy Love, đặt phải bẫy bắn phát đó mới rồi xong. Cái bẫy bây giờ nó kinh khủng lắm. Kia, Sogan lùi trên 10, dứt điểm được đối thủ, anh ta sẽ phải trả giá và chính bản thân của ta sập tóc biến lên chuyên tâm vào người của Easy Love. Easy Love bị kẹt lại và sếp đã phải nằm. Fireplay dịch chuyển với cây máu đầy đủ. Levi được đề báo là một thành viên. Emo tóc biến vào này tới cả mọi người sập. Sập sử dụng chuyên tâm đá vào thông nổ và ta phải có thể thoát đi. Còn Levi đã bị kẹt lại, đánh vào thông nổ không được. Đứng che hạt tông nổ để Tomio. Và từ đó Levi không tốc biến, người ta không thể nào sống sót được ở pha đâu vừa rồi. Chúng ta thấy một điểm là rõ ràng cái nhịp 1 Viking Sport họ lỗ máu, nhưng tất cả mọi thứ của Viking Sport là phụ thuộc vào cái nhịp 1, những cái chiêu thức của họ. Nên là mặc dù Viking Sport họ lỗ máu so với đối phương, nhưng họ vẫn có thể giao tranh được nhờ việc nhặt những quả hồi phục. Và hơn nữa thì Caitlyn của Sogan với những pha bẫy đặt ra thực sự là đậm sát thương. Bây giờ có dòng hóa kỹ rồi, Viking cực kỳ tự tin với pha tấn công Baron này. Và ngay lập tức Islap lướt vào phía bên kia tường, anh ta đang tạm thời đợi cho cái truy cùng diệt thần của mình có thể hồi lại, đạp phải một cái bẫy và quyết định không bắn. Baron vẫn đang được ăn tương đối chậm, tức là Viking Sport họ đang có một con cái liên sát lực cho nên hơi chậm một tí xíu. Levi phía bên trái siêu quyền lực thiên nhiên sập đang sử dụng chuyên tâm và giữ chân Levi. Levi W được cái thể outplay được cái sợi dây đó. Chiêu cuối KT đã không trúng và Fireplay này bị kẹt lại, ta hất tung được Kia về, nhưng lượng máu ta đã không cho phép ta đánh nhau. KT vẫn chạy, thủy ngục đã trúng vào Fireplay. KT phía bên này quy đúp rất hay, Tomio nhảy vào để tấn công, ta muốn nhắm vào Islap. Islap quá yếu máu, bán nguyệt thương và giáo thiên liên đi giúp cho Tomio quá khỏe. Elio đã bị kẹt lại. Imo thấy được Tomio bắn một phát, hai phát, ba phát, bốn phát, năm phát vào người Tomio. Levi đang di chuyển tới, tóc biến từ Elio lấy được tóc biến đang tụ lấy một lần nữa xuống cái chiếc điểm bên kia ra. Và Levi đang bị kẹt lại, Imo hình như bắn không nổi, Levi đang liên tục bị dí và Tomio quyết định là dừng lại đây. Viking Sport vẫn thắng trong pha trận này. Cơ hội vẫn còn dành cho Game Sport nhưng nó sẽ hơi thấp một chút xíu ở thời điểm này. Rõ ràng là mặc dù anh ta phải nằm xuống rất nhiều lần, cái bán nguyệt thường nó outplay thật sự. Tóc biến lên, Levi định đẩy Sogan về. Sogan hiện tại vẫn chưa bị đẩy về, giơ tay bị kẹt là một khoảng thời gian rất lâu. Imo đã kích hoạt được 6 Imo, anh ta đang bắt đầu bật chế độ bắn vô cùng kinh khủng của bản thân mình. KT đang cần phải lùi ra một tí xíu, cơ hội để cho bên phía Gamesport giao ra là đây. Nhưng ngay lập tức Viking Sport họ lùi về, cơ hội dành cho Gam để có được tiền lợi tức nó đang mở ra. Điều này sẽ khiến cho hai mới nói xong thật ai vậy? Rồi người phải nằm lại, không ai khác chính là hỗ trợ Tom xin lỗi là Elio. Và người tiếp theo sẽ được chọn là Levi. Levi giờ không có tóc biến, Levi đang tìm một cách để bỏ chạy. Quá khó, anh ta đang kêu gọi cầu cứu. Và tôi hy vọng mà hạ gục này rơi vào tay của Sop. Levi đang phải bỏ chạy, Levi bị giữ chân lại. Quyền lực thiên nhiên được bật lên, Tom Rio làm tất cả mọi thứ để khiến cho Levi bị hất tung lên W trúng. KT thật thần thánh trong ván thi đấu này. Rất tuyệt vời với những tiếng xử lý kỹ năng của KT. Vấn đề là bên phía của Viking giữ vị trí rất hay. Họ không cho phép đội hình đánh nhịp 1 của Game Sport được triển khai bất cứ một lúc nào cả. Riết một lần lúc nãy mà thôi là Swan phải nằm xuống. Tom Rio đang liên tục di chuyển qua di chuyển lại, tóc biến canh rất đúng.
đúng nhịp. Và phía bên này Fireplay đang giữ chân Levi lại. Tom Diola vào tiêu báo người thương, đẩy được càng nhiều người càng tốt. Levi đẩy được Katie về, nhưng Katie không may đánh vào người anh ta. Ngược lại Katie đã trở thành huyền thoại. Levi bị kẹt lại. Evo nhảy qua bên kia và Evo hết hy vọng. Sop mạng hạ gục dành cho Sop. Tôi đang muốn nói điều này từ rất lâu rồi. Phía bên này Katie Fireplay dứt điểm được Levi. Hãy nhìn cái nhà hàng của Sogan. Cái nhà hàng Sogan thật sự rất là kinh khủng. Phía bên này tóc biến lên sử dụng lệnh xâm âm lấy được chậm nhẹ tên lửa. Ván thi đấu kết thúc 2-0 cho Viking Esports. Và 2-0 dành cho Viking Esports. Họ sẽ bước tiếp ở nhánh thắng. Trong khi đó thì Gam Esports sau thất bại này họ sẽ bị đẩy xuống nhánh thua. Và đó là nhánh mà họ phải tự quyết định số phận của mình. Còn ngày hôm nay chúng ta thấy một Viking Esports hoàn toàn khác biệt so với tất cả các trận đấu ở vòng bảng. Họ đã kiểm soát bản đồ vô cùng chặt chẽ, đánh kỷ luật và xuất sắc giành chiến thắng trước Gam Esports. Điều mà họ đã không làm được từ vòng bảng. Tất cả những gọi là yếu điểm yếu của Viking mà chúng ta đã liệt kê ở vòng bảng nó không còn nữa. Trong một ngày thi đấu mà họ đã có sự hiện diện của chủ tịch, của huấn luyện viên SMMM, tất cả nó không còn ý nghĩa gì cả. Nó chỉ còn là những cái điểm mạnh mà thôi. Sogan được bắn thoải mái, anh ta có tinh thần, nó sảng khoái hơn rất nhiều. Tom Rio làn gió mới trong khu vực rừng và cả Firebase nữa. Tất cả thành người Viking làm rất tốt nhiệm vụ của họ.